Thanh Trang xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 3 năm 2017, đến với chương trình bản tin VATV hôm nay gồm có. Phần 1 là bản tin cuối tuần và nha khoa thường thức với bác sĩ Trần Xuân Vinh. Trong phần 2, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng lễ kỷ niệm 50 năm thành lập sư đoàn 18 Bộ binh tại San Jose. Để mở đầu chương trình, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi bản tin cuối tuần. Giám đốc FBI James Comey họp với bác nhân bang 8 vị lãnh tụ quốc hội. Vào chiều hôm thứ Năm 9 tháng 3 2017, Giám đốc FBI James Comey có buổi họp kính với lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện liên quan đến những cuộc điều tra FBI hiện đang theo đuổi. Trong đó có vụ xì căng đan trong binh chủng thủy quân lục chiến liên quan đến các nữ quân nhân chụp hình khỏa thân. Cũng như về nhân vật được ông Trump đề cử làm giám đốc an ninh quốc gia đang trong tiến trình chuẩn thuận. Và cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, trong đó có cả mối quan hệ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump và Moscow, cũng như về các buộc cựu Tổng thống Obama đặt đường dây nghe lén tại Trump Tower và cả hồ sơ thuế của Tổng thống. Ông Comey đã gặp lãnh tụ đa số Thượng viện Mitch McConnell, Cộng hòa Kentucky, lãnh tụ thiểu số Thượng viện Charles Schumer, Dân chủ New York, Thượng nghị sĩ Mark Warner, Dân chủ Virginia và Thượng nghị sĩ Richard Burr, Cộng hòa North Carolina. Sau cuộc họp với Ủy ban Tình báo Thượng viện, Giám đốc FBI đã có cuộc họp với lãnh đạo Hạ viện gồm Chủ tịch Paul Ryan, lãnh tụ thiểu số Nancy Pelosi, cùng với dân biểu Adam Schiff và Devin Nunes. Tám vị này được xem là nhân vật tai to mặt lớn trong Ủy ban Tình báo Thượng viện và Hạ viện họ được phép tiếp cận những thông tin tình báo bảo mật quan trọng nhất. Tám nhà lập pháp quốc hội kính tiến bước vào và đi ra khỏi cuộc họp, từ chối tiết lộ nội dung trong khi ông Comey và một số thành viên đi cổng sau, tránh đám đông báo chí đang chờ đợi bên ngoài. Theo một nguồn tin của CNN, FBI hiện đang để mắt tới mối liên hệ bất thường trên hệ thống điện toán giữa ngân hàng Alpha của Nga với tổ chức Trump. Tường Trình cho biết, ngân hàng Alpha đã tra cứu và máy chủ của tổ chức Trump 2.820 lần. Nếu thông tin này được xác nhận, thì việc Trump lâu nay từ chối không công bố hồ sơ thuế có căn nguyên của nó. Tiến trình chuẩn thuận ông Dan Coates cho chức vụ giám đốc an ninh quốc gia được đưa tới Thượng viện để bỏ phiếu thông qua. Cựu Thượng nghị sĩ Dan Coates thuộc đảng Cộng hòa của tiểu bang Indiana người được tổng thống Trump đề cử làm giám đốc tình báo quốc gia đã được ủy ban tình báo thượng viện chuẩn thuận và đang tiến tới một bước gần hơn để được toàn thể thượng viện xác nhận trong ngày thứ năm vừa qua. Sau khi ủy ban tình báo thượng viện đã bỏ phiếu 13 tháng 2, thượng nghị sĩ Dan Coats, người đã từ chức vào tháng Giêng, dự kiến sẽ dễ dàng nhận được xác nhận. Hiện vẫn chưa rõ khi nào toàn thể thượng viện sẽ bỏ phiếu. Chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện, thượng nghị sĩ Richard Burr, thuộc Đảng Cộng hòa của tiểu bang North Carolina nói: Ông tin tưởng rằng ông Dan Coats sẽ phát thảo một kiến thức sâu rộng về các vấn đề tình báo của mình để giúp điều khiển các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ. Dân biểu dân chủ Mark Warner của Virginia nhấn mạnh rằng ông Coats đã cam kết sẽ hợp tác với cuộc điều tra của ủy ban về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Tổng thống Trump dựa quá nhiều vào quyền hành pháp. Trong 50 ngày đầu tiên, tổng thống Trump đã dựa nhiều vào quyền hành pháp để thúc đẩy các chương trình nghị sự của mình trong suốt 50 ngày làm việc đầu tiên. Tính đến hôm nay, tổng thống Trump đã ban hành 16 lệnh hành pháp, gần với tốc độ của cựu tổng thống Obama người đã ký 17 trong 50 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông. Ông Trump cũng đã thông qua hơn một chục bản ghi nhớ, memo, bổ sung. Trong số bản ghi nhớ này có một số, có những thay đổi chính sách quan trọng. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin cuối tuần của VATV. Thanh Trang cảm ơn quý vị đã theo dõi.